Ôi, hôm nay chào bà con nha. Nay tiếp tục giới thiệu chia sẻ cho bà con thêm một cái mẫu xe, đó là xe Ford E-Cab này. Chiếc Ford E-Cab đời 2004 này, giá coi như là bèo nhèo cho bà con đi luôn. Anh em đang chạy cái xe này ra nè, để chạy cái xe kia vô qua cho bà con. Hôm nay cũng là ngày đây nè, ngày mùng 7, đây ngày 14 tháng 12 nha, lúc là lúc 7 giờ 53 phút. Dê nữa đi. Tại chợ ô tô Pháp Anh, miền Nam. Lại giới thiệu cho bà con thêm cái mẫu xe này. Xe này được chủ nhà người ta trang bị 40 bảng máy tinh luôn. Đó bà con thấy rồi đó, một chiếc xe Ford E-Cab vừa về, giá rẻ bèo nhèo cho bà con, đời 2004 thôi, xe ti đời không cao nha, đời chỉ có 2004 thôi, nhưng mà chất lượng của xe thì cũng không thay đổi. Với cái mẫu xe Ford E-Cab này thì bà con cũng thấy rồi, xe thì mang hình dáng một chiếc xe coi như là rất là ngầu nha, xe được chủ nhà nâng cấp lên toàn diện, sơn này không có chỗ nào xấu hết nha. Đó, bà con nhìn này, hình soi nè, không rất là đẹp ha. Vỏ thì hai cái vỏ, đây bốn cái vỏ máy tinh luôn. Cái gầm của nó cũng còn đẹp quá ha, bốn cái vỏ máy tinh luôn, cái gầm thì chắc chắn luôn. Đèn ống xe xung quanh đi anh, em đi một vòng cho bà con xem là xe là có bể bước không. Bể bước rồi. Để bước để mâm cũng rất là đẹp, anh em nhìn rất là ngay ha, tay thì cũng tay cửa thì bạc mạ chrome ha, anh em nhìn mạ chrome, thân hình rồi thẳng luôn, bên trên thì có cái dè luôn, có cái dè cái rèn, bên trên thì có cái cản, cái bậc ga mở dụng cốt, mở dụng cốt đời mới đây 2004, giá bán công khai là 150 triệu nha anh em, 150 triệu. Đây là dòng V6, xe này rất là hao xăng, nếu mà anh chị em nào mà mua cái xe này thì có lẽ là chắc nhà phải gần chạy xăng thôi, còn mở xa cái xăng thì đổ xăng hoài luôn, rất là hao. Dòng này 100 cây thì em nghĩ nó tiêu hao chắc cũng không khá đâu mà con. Em không biết cái mức nó bao nhiêu nhưng mà nó phải tầm trên 10 lít. Nếu mà anh chị và em bà con nào biết cái nguyên liệu tiêu hao của cái xe này nó bao nhiêu thì báo ngay cho bên em nhé. Rồi đăng bên dưới clip để bên em coi thử coi cái nguyên liệu của cái xe này nó tiêu hao tầm bao nhiêu. Với những cái mẫu xe như thế này á bà con, trên thị trường cũng rất là nhiều.
làm gì nữa hả? Với chiếc Ford kép này thì anh em bà con cũng thấy rồi, với động cơ coi như là khá khủng luôn ha, và nguyên liệu xăng thì cũng khá là hao. Từ nội thất bên trong bên ngoài coi như là nhìn còn rất là sạch sẽ ha. Chìa khóa hả? Ừ. Cái sáng anh chạy ra hả? Chạy ra đây mà. Đâu mà bây giờ chẳng hay thấy. Xe này được trang bị hai màn hình. Bên trên này là màn hình USB, có đĩa. Xe này là có cửa sổ trời. Nhưng mà chắc là em nghĩ là phía bên dưới này là nó có một cái túi khí luôn. Ở đây là một cái túi khí nữa. Có màn hình này. Và đây một cái túi khí nữa. Xe thì nó dàn lạnh tự động hơn. Xe này có 5 chỗ thôi nhưng xe này ngồi khá là rộng, có 5 chỗ ngồi thôi. 5 chỗ ngồi thôi, khá rộng. Phía sau này còn nguyên một cái băng trống thôi. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ của cánh cửa. Còn đây là còn đây là cái lọc gió máy lạnh. Còn đây là cái tắp lô tắp bi.
vô không, để em cái, để máy đi. Rồi cho khách hàng người ta coi động cơ luôn. Có hai cái đồ để chân thôi nha, đồ nó hai đồ để chân, đây nó bị rách một tí xíu nha, đây nó bị rách cái ron, cái này cái ron chắc âm bị rách một chút xíu, nhưng mà không sao đâu mà các em thấy nó cũng bình thường thôi. Ghế thì sạch sẽ, ghế thì không có nào rách, cái dòng này ta lái cần số tay ha, lặng, đây là cần số tay này. Đây cái cần số này rất là dễ xài nha. Bên trên cái đồng hồ nó cũng có hiển sẽ hiển thị này, hiển thị tất cả này, những cái thông số của cái màn hình luôn thôi, cần số luôn. Máy nổ không gào nha, êm ha. Máy nổ im ru nha nè, nó đang nổ đó, đang nổ im ru rồi, rất là tốt rồi. Những cái chi tiết nhỏ ở chỗ này nè, nó không có cái nào gãy hết nha. Có nhiều cái đèn này là đèn pin trong xe nó gãy hết rồi, những chiếc này chưa gãy nha. Đăng kiểm tháng 4 năm 2020 nhé anh em. Mâm vỏ, bốn cái vỏ còn đẹp thôi. Xe thì dàn for thì mọi người ta lại dán cái miếng nẹp chân này, cái này cái miếng này để khỏi chày á, thì dán cái miếng Innova vô. Cái đường đèn nó cũng còn nhìn còn liền thôi. Rất là bẩn. Đây, đó là một dòng for nè anh em, for escape nè, thương hiệu for V6, động cơ nó là khá lớn, xe 16 cái van. Xe này là anh em nào nhà là phải gần cây xăng hoặc là phải có nhiều tiền nha, mua cái xe này phải có nhiều tiền nữa để phòng khi mình đổ xăng, tại cái dòng này nó sẽ hao, rất là hao xăng nha, hao hơn là mấy cái xe Innova nè, rồi Jolly nè, rồi Innova ha, nó sẽ hao hơn những cái xe đó nhiều nha. Cho nên là mình muốn mua cái xe này là mình phải có một số tiền nữa để mình đổ xăng cho nó. Chứ mấy cái xe này anh em mà mua, anh em kêu là người ta kêu không có hao xăng lắm đâu, thì mình phải coi lại nha. Nhìn từ xa rất là đẹp, rất là ngầu thôi, rất là đẹp luôn.
thôi, em xin chào, hẹn gặp bà con ở những video tiếp theo nha. Chiếc xe này là 150 triệu nha anh em. Anh em nào mua thì liên hệ ngay cho bên em nha. Bye bye bà con.